Vâng, dịch bệnh thì trẻ em có thể nghỉ học, thế nhưng mà người lớn thì khó mà có thể nghỉ làm. Trong mùa dịch bệnh này thì ta mới thấy là quả thực có rất nhiều những công việc chúng ta không cần phải gặp nhau, người ta vẫn có thể hoàn thành được công việc ấy. Tất nhiên là sẽ mất chút thời gian để có thể làm quen với cách làm việc mới này. Và dù bản thân cách làm việc mới theo kiểu online này không thể thích hợp với tất cả các môi trường, tất cả các hoàn cảnh được, và những lo lắng về việc đảm bảo hiệu suất lao động theo cách làm việc mới là có thật, thế nhưng cũng phải công nhận rằng là công nghệ đang giúp tạo ra một môi trường làm việc rất khác, đặc biệt là tại những doanh nghiệp, những tập đoàn lớn. Bây giờ trò chuyện thêm về chủ đề này, chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời của 24 giờ công nghệ ngày hôm nay, ông Hoàng Nam Tiến là chủ tịch của FPT Telecom. Thì được, cảm ơn ông ạ, là đến 24 giờ công nghệ. Nếu như bây giờ mà được nói về một cái định nghĩa nào đấy về việc làm việc trực tuyến thì ông sẽ chia sẻ những gì ạ? Rất nhiều người hiểu là làm việc trực tuyến và làm việc online có nghĩa là tôi sẽ mang máy tính về nhà, nối vào mạng, thế là gọi là làm việc online. Tôi muốn cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng thể về việc là chuyển một doanh nghiệp làm việc online như thế nào. Sẽ có 5 cái nhóm công việc, giải pháp khác nhau chúng ta cùng phải thực hiện cùng một lúc. Thứ nhất là chúng ta phải đưa tất cả cái hệ thống quản trị doanh nghiệp lên mây, chúng tôi gọi là on cloud solution. Đấy là đưa các hệ thống điển hình như là ERP, hệ thống quản trị doanh nghiệp, CRM, hệ thống quản trị khách hàng, hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý nhà cung cấp, hệ thống sản xuất, vân vân, đưa lên trên cloud, đưa lên trên mây. Nhóm giải pháp thứ hai là khi đã đưa lên mây thì câu hỏi tiếp theo ngay lập tức phải có. Đấy là làm sao bảo mật và đảm bảo an toàn được hệ thống và dữ liệu. Ở đây gồm có hai thứ là hệ thống phải đảm bảo an toàn và dữ liệu trên đấy cũng phải đảm bảo an toàn. Nhóm thứ ba, đấy là phải xây dựng được các quy trình làm việc online, phê duyệt online. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong doanh nghiệp thì sẽ phải có rất nhiều bước để trao đổi, làm việc. Và đặc biệt là để phê duyệt các cấp khác nhau, vâng. Chúng ta phải có hệ thống chữ ký điện tử, hệ thống ký hợp đồng điện tử, vân vân và vân vân, thì mới có thể làm việc online được. Cái thứ tư, đấy là phải làm sao có những hệ thống như là phóng sự vừa đưa, những hệ thống để chúng ta có thể hội họp online với chất lượng rất cao. Với hệ thống hiện nay chúng tôi đang có thì bạn hoàn toàn tin rằng là ngồi trước màn hình, nhưng mà với độ nét, với hình ảnh trung thực, với tiếng nói trung thực như là bạn đang ngồi trước khách hàng vậy. Vâng. Thế cái thứ năm thì là vấn đề là nền tảng hệ thống. Khi mà hiện nay chúng tôi đã có đo thì trong hơn một tháng vừa rồi thì toàn bộ hệ thống online hiện nay mức độ người ta sử dụng đã tăng lên từ 18% cho đến 22%, như vậy mức độ tăng lên rất nhanh và còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Như vậy là phải đảm bảo có một hệ thống đường truyền an toàn, đường truyền ổn định và với tốc độ cao. Vâng. Và tôi cũng rất tự hào chúng tôi đang là một trong những giải pháp. Vâng, đã có giải pháp sẵn. Như vậy là với 5 nhóm giải pháp như vậy thì các bạn cần có. Tiếp đến nữa có một cái vấn đề mà chúng tôi đang phải giải quyết, đấy là như thế này. Một doanh nghiệp ngồi trong một tòa nhà văn phòng, nếu như một người bị có dịch, người ta sẽ phong tỏa toàn bộ tòa nhà, đưa toàn bộ mọi người đi cách ly, bởi vì F0, F1 là cách ly. Và như vậy là tê liệt hoạt động của cả một doanh nghiệp. Như vậy chúng ta sẽ có nhu cầu là tách doanh nghiệp đấy ra ngồi ở 2 văn phòng khác nhau. Ngồi ở 2 văn phòng khác nhau thì vẫn phải làm việc được như bình thường. Thì nếu như không có cái bộ 5 cái nhóm giải pháp này thì không có cái nào làm được chuyện đấy. Kể cả bây giờ chúng tôi đang rất nhiều bộ phận đặc biệt quan trọng, chúng tôi thì chúng tôi đang yêu cầu ngay lập tức là chia tách văn phòng và đưa 25% về làm việc ở nhà trong vòng 2 tuần liền, và cứ sau mỗi 2 tuần phải đổi ca. Thì cái này cũng phải dựa trên cái nền tảng công nghệ. Quan sát của cá nhân ông thì hiện nay tại Việt Nam, những đơn vị, những doanh nghiệp mà thực sự đang làm việc online nó chiếm khoảng 30%, hoặc là họ đang dừng lại ở cái mức nào của cái việc làm việc online đó? Tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi nhìn thấy, ít nhất là với kinh nghiệm của tôi, thì tôi đánh giá rất cao ngành ngân hàng. Vâng. Tôi nghĩ là phải đến 70-80% các hồ sơ, các quy trình của họ là đều online. Điều thứ hai có thể anh bất ngờ, đấy là các dịch vụ công của chính phủ ta. Vâng. Tất nhiên tôi đã từng nhận xét là chúng ta phải làm sao để 90-95% các dịch vụ công cho doanh nghiệp và cho cá nhân là phải online, để người ta bớt đi ngoài đường, người ta tiện lợi hơn, người ta nhanh dễ dàng hơn. Nhưng mà đến thời điểm này mới thấy ích lợi của nó. Làm việc từ xa là điều mà chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân của mình từ rất lâu, trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Đó là từ năm 2017, khi chính phủ Nhật Bản nhận thấy rằng khi tổ chức Olympic 2020 thì lượng khách quốc tế tới quá đông, trong khi hệ thống giao thông không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, năng suất làm việc của những nhân viên không phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm sẽ cao hơn so với nhân viên văn phòng thông thường.
Chính vì thế, sáng kiến Ngày Làm Việc Từ Xa, Telework Day đã được ra đời từ năm 2017. Chúng tôi kêu gọi các công ty tham gia vào chiến dịch khuyến khích nhân viên làm việc từ xa. Không chỉ thế, còn muốn các công ty có các phương thức đánh giá hiệu quả của việc làm từ xa, từ đó tạo ra văn hóa làm việc mới. Năm 2017, đã có hơn 900 công ty, cơ quan tham gia vào phong trào này. Trong đó, 900 nhân viên của Bộ Nội vụ đã trực tiếp thực hiện làm việc từ xa. Tiếp nối thành công đó, làm việc từ xa đang trở nên phổ biến hơn tại Nhật Bản, với 19,1% các công ty cung cấp phương thức làm việc này vào năm 2018, tăng 5,2% so với năm trước. Nhìn từ góc độ quản lý, tôi thấy việc liên lạc với nhân viên và đồng nghiệp của mình từ nhà không khó khăn gì. Chúng tôi có thể dùng Line hoặc Skype cũng như các ứng dụng khác. Tôi thấy làm việc ở nhà cũng an toàn và hiệu quả cho chúng tôi. Không chỉ có các chính phủ mà chính các công ty luôn tự mình tìm những sáng kiến giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Năm 1979, IBM gây ấn tượng với giới công nghệ khi trở thành công ty đầu tiên trong danh sách Fortune 500 cho phép nhân viên của mình làm việc từ xa. Đúng vậy, từ 41 năm trước thì khái niệm làm việc từ xa không cần tới văn phòng đã được ra đời. Và nó nhanh chóng cho thấy sự hiệu quả. Nhìn từ IBM, đến năm 2009, khoảng 40% nhân viên của họ lúc đó, tương đương 386.000 người, đã làm việc từ xa. Theo Gallup, những nhân viên làm việc từ xa, ví dụ như tại nhà hoặc quán cà phê, có thời gian làm việc thực tế dài hơn làm việc tại văn phòng. Ngoài ra, hiệu quả công việc cũng cao hơn. IBM cho biết những người làm việc từ xa đang tích cực đóng góp cho doanh nghiệp, đồng thời tỏ ra vui vẻ, sáng tạo và ít căng thẳng hơn so với đồng nghiệp phải ngồi trên văn phòng. Làm việc từ xa được xem là tương lai của công việc văn phòng. Nghiên cứu trên Harvard Business Review cho thấy có tới 37% các nhân viên văn phòng muốn tìm kiếm một công việc cho phép họ không cần tới công sở mà vẫn có thể hoàn thành việc làm của mình. Làm sao đây để chúng ta có thể với những cái công nghệ mà mình kiểm soát được cái hiệu suất lao động của từng cá nhân hoặc là từng phòng ban hoặc là cả đơn vị nói chung? Vâng, tôi nói ví dụ đi, tất cả trên lòng bàn tay. Trên điện thoại của tôi là có ứng dụng, ví dụ tôi nói ví dụ cụ thể FPT. Chúng tôi có dựng ứng dụng MyFPT. Các bạn đi làm, các bạn check-in. Thậm chí chúng tôi lúc đầu khuyến khích là check-in thì sẽ có thưởng vì check-in. Vì vậy thành ra các bạn sẽ nhìn thấy ngay và bất kỳ lúc nào người lãnh đạo cũng có quyền request, tức là yêu cầu online và bật lên là phải nhìn thấy là có thể trao đổi công việc được ngay. Đấy là cách kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn, đấy là như tôi đã nói là phải đưa các hệ thống quản trị doanh nghiệp lên trên mây, lên trên cloud. Thì khi đấy chúng ta mới làm thực hiện được. Vị trí nào đấy của một người nào đấy, của một phòng ban nào đấy mà chưa hoàn thành hết trách nhiệm của mình trong cái hạn deadline. Thì rất hay. Thì ngay lập tức cái yêu cầu, bọn tôi gọi là ticket, cái yêu cầu đấy sẽ gửi đến người cấp cao hơn. Nếu không có những việc đấy thì dù bạn làm online bạn cũng rất vất vả. Rút điện thoại anh ơi, em gửi anh rồi, anh phê duyệt đi, vân vân và vân vân. Bây giờ anh nói thêm về chữ bảo mật. Tôi nghĩ rằng là như cái điều thứ hai trong năm cái điều mà ông có vừa chia sẻ đấy là tính bảo mật cần phải rất là được đảm bảo khi mà tất cả mọi thứ chúng ta đã đều đưa lên cloud rồi. Bảo mật gồm có hai phần. Thứ nhất là bảo mật hệ thống. Cái này đặc biệt quan trọng bởi vì là khi mà càng nhiều người chúng tôi gọi là remote access, tức là truy cập từ xa, thì khả năng là bị xâm nhập bất hợp pháp lại càng nhiều và khả năng mà hệ thống bị đánh sập lại càng lớn hơn. Thì cái này lời khuyên. Các bạn hãy chọn cho mình một đối tác thật tin cậy và đủ hùng mạnh, đủ sức mạnh để đảm bảo cho hệ thống bạn không bị sập. Đây là giải pháp thuần túy công nghệ, nhưng mà thực ra có một giải pháp gọi là giải pháp số 0. Đấy là thay đổi văn hóa làm việc. Thực sự là điều này không dễ tí nào cả. Tức là chúng ta quen là cứ phải gặp nhau báo cáo, hội họp là cứ phải ngồi để bàn tán với nhau. Bây giờ là họp online nó khác. Họp online mà tranh nhau nói như hiện nay thì là không thể họp được. Chúng ta ngại ngùng trong việc là chia sẻ nếu mà chỉ nhìn thấy nhau qua video. Giống như là chúng ta nói rằng là làm việc kiểu gì cũng phải đi nhậu với nhau thì mới xong việc. Tức là thấy thay đổi rất nhiều về văn hóa. Tôi nói ví dụ như là ngay trong Hà Nội thôi, văn phòng chúng tôi ở một là ở Duy Tân Cầu Giấy và một ở trên quận Hoàn Kiếm. Nếu như làm online là đã tiết kiệm ít nhất là khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để đi và lại. Tức là chúng ta tiết kiệm rất nhiều. Và tự nhiên chúng tôi phát hiện ra là có rất rất nhiều việc từ xưa đến nay chúng ta hoàn toàn có thể họp online được. Vâng, và nó rất hiệu quả. Và nó làm cho đường xá bớt đông đúc, đường phố bớt chật chội, bớt tắc đường và hiệu quả hơn rất nhiều.
thời gian để thực sự làm việc chúng ta cũng tăng vọt lên. Nó đều ngay lập tức đúng không ạ? Vâng. Và chúng tôi, rồi khi chúng tôi nói rằng là cần phải có văn hóa về phê duyệt online thì là rất hay. Ngày xưa là cứ một văn bản là phải trình ký, là phải chờ là tôi có mặt, xong rồi đến chị kia có mặt, rồi anh kia có mặt xin được chữ ký, có khi là các bạn văn phòng mất một ngày. Bây giờ quy trình online gửi lên một cái thì bạn kế toán trưởng nhìn thấy approve, tức là phê duyệt là online, ngay lập tức người tiếp theo là ông tổng giám đốc nhận được ngay yêu cầu là phải phê duyệt tiếp, cho dù ông ấy đang ở đâu, đang làm gì, đúng không? 5 phút sau ông đang kể cả đang ngồi trong toilet ông cũng phê duyệt được. Tôi thì đang ngồi nói chuyện với anh, lát nữa tôi ra ngoài cửa là tôi phê duyệt được ngay, không chờ tôi về văn phòng. Tức là cái quy trình làm việc đấy nó làm cho tốc độ làm việc tăng lên, năng suất làm việc tăng lên. Tức là đấy, ý tôi nói ý số 0 ở đây. Vâng. Tức ngoài 5 nhóm làm việc dựa trên công nghệ, đấy là văn hóa làm việc. Theo một khảo sát của Microsoft năm 2017, 90% lao động Việt Nam thừa nhận là lao động dịch chuyển, khi có tới hơn 20% công việc diễn ra ngoài trụ sở. Nhóm này hiện vẫn đang thiếu các bộ công cụ, hệ thống kết nối phục vụ công việc, hội họp, trao đổi. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, công cụ, nền tảng công nghệ thực tế cũng chỉ đáp ứng 10% hiệu quả khi triển khai làm việc từ xa. Mọi người vẫn cứ nghĩ rằng là cứ có công cụ thì sẽ làm việc từ xa hiệu quả. Mọi người cứ nghĩ là có Skype, có Zoom, có những công cụ có thể họp trực tuyến thì sẽ làm việc được từ xa. Không phải. Nó phải cần một quá trình đào tạo, cần một quá trình đào tạo để thay đổi về tư duy, về văn hóa và đặc biệt là về cái, thậm chí về sản phẩm và dịch vụ của công ty nữa. Cái mô hình của tôi xây dựng ấy là dựa vào cái văn hóa, làm để cái văn hóa đó làm sao mà mọi người ở đâu cũng vậy, tức là đều tập trung làm, tập trung hết sức lực của mình để đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra. Dám chịu trách nhiệm, nâng cao tinh thần tự giác, coi thành quả của doanh nghiệp là thành quả của mình, đó mới thực sự là chìa khóa xây dựng một doanh nghiệp không cần trụ sở. Chắc chắn đến một ngày nào đó dịch bệnh sẽ đi qua, đó là điều chắc chắn. Và lúc đó thì các doanh nghiệp, các đơn vị mà đang làm việc online họ sẽ lại bắt đầu đưa trở lại cái mô hình làm việc như bình thường, tức là người ta lại bắt đầu đến và làm việc. Có cái sự phối trộn nào hay không sau khi mà dịch bệnh kết thúc giữa làm việc online và làm việc trực tiếp ạ? Khi chúng tôi bắt đầu làm việc hiện nay thì chúng tôi phát hiện ra là trước đây chúng ta có rất nhiều lý do để đi ra ngoài đường, lý do để gặp nhau và thậm chí lý do là phải ăn tối nhậu cùng nhau mình nghĩ là xong được việc, thì hóa ra là không phải thế. Và tôi nghĩ là dịch bệnh đi qua thì đã xuất hiện một văn hóa mới, tức là ứng dụng công nghệ nhiều hơn để tăng được năng suất hơn, để có minh bạch hơn trong công việc, để xử lý các quá trình tăng năng suất lao động. Dịch nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta sẽ lại quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng mà chúng ta sẽ không như cũ nữa. Chúng ta sẽ có một cái nền tảng và đã được chứng minh trong những lúc khó khăn là nó hiệu quả như thế nào, nó tăng được năng suất lao động của chúng ta ra làm sao, nó tăng được cái khả năng giám sát công việc ra thế nào. Trước khi dịch bệnh thì chính phủ đã đi đầu trong việc ứng dụng về chuyển đổi số, và việc này chắc chắn qua cái ví dụ cụ thể, qua cái lần dịch cụ thể này thì chúng ta đã thấy được hiệu quả của nó. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt ở đây tôi muốn nói doanh nghiệp lớn, đây là một cái cú hích rất là rõ ràng. Nếu mà ai đấy trước đây còn chần chừ cho rằng là chuyển đổi số chỉ là nói câu chữ thì ngày hôm nay đã nhìn thấy rất rõ các doanh nghiệp nếu không chuyển đổi số, đặc biệt các doanh nghiệp lớn, thì sẽ không có tương lai. Một lần nữa cảm ơn ông Hoàng Nam Tiến với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay.